bạn thân mến, hôm nay tôi chia sẻ một chủ đề đến với các bạn, đó là làm chủ cuộc đời nếu như bạn biết chủ động phân đoạn những dự định trong một ngày mới. Vì khi bạn trải qua một ngày với những dự định theo từng phân đoạn thì bạn sẽ cảm nhận được sức mạnh và sự hân hoan có chủ đích trong việc làm của mình. Lấy ví dụ như khi bạn chuẩn bị một bữa ăn sáng thì hãy để dự định của bạn hiện hữu bằng những ý nghĩ như thế này: tôi sẽ chọn và chuẩn bị món ăn ngon, giàu dinh dưỡng cho gia đình. Tôi sẽ thư giãn nó và thưởng thức với một niềm vui sướng, cho phép cơ thể của tôi tiêu hóa và xử lý hết những thức ăn một cách hoàn hảo. Tôi sẽ tẩm bổ và tăng thêm sức khỏe nhờ vào món ăn này. Và khi bạn vạch ra những ý định này thì chắc chắn rằng khi bạn ăn nó thì bạn sẽ thấy mình ăn ngon hơn nhiều. Bạn cảm thấy mình như trẻ lại, được tẩm bổ và sung sức thêm so với việc mà bạn không có một dự định trước đó. Lấy thêm một ví dụ khác. Ví dụ như buổi sáng khi bạn tỉnh giấc thì chúng ta hay có thói quen là bật dậy ngay. Thì bạn hãy ý thức rằng bạn đang bước vào một phân đoạn mới của cuộc đời, và thời gian còn nằm trên giường cho đến khi bạn bước ra, đó là một phân đoạn. Hãy vạch dự định cho thời gian này. Trong khi còn nằm ở trên giường thì bạn hãy nghĩ về một bức tranh sáng tỏ về ngày hôm nay với cảm xúc đầy hưng phấn và háo hức. Thì khi đó, khi còn nằm trên giường, bạn đã cảm thấy hạnh phúc và hào hứng đón chào một ngày mới sắp đến với bạn. Các bạn thấy đấy, việc xác định điều gì là quan trọng nhất trong các phân đoạn này sẽ đặt bạn vào vị trí của người thu hút như một nam châm có chủ ý. Hay nói một cách khác, bạn là người sáng tạo trong từng phân đoạn của một ngày. Và khi bạn chủ ý dự định và sau đó chủ ý cho và nhận điều gì đó thì bạn sẽ cảm thấy rất hài lòng và cảm thấy rất hạnh phúc, phải không ạ? Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi. Hãy follow tôi mỗi ngày để nhận được nhiều bài học giá trị bạn nhé.